Nếu mà các bạn chạy nhanh như vậy mà các bạn bẻ cua nha là các bạn sẽ văng khỏi cái xe luôn đó, cho nên là phải vừa chạy vừa thắng như vậy. Chào mừng các bạn đã đến với techcafe.vn. Và hôm nay thì ở dưới chân mình đây đó chính là một cái chiếc xe go-kart. Và cái điểm đặc biệt của xe này là bạn có thể biến nó từ một cái xe thăng bằng trở thành một cái xe bốn bánh như vậy, và có thể là món đồ chơi cho những cái bạn trẻ, những đứa con nít trong nhà, và có thể là chính bạn là người chơi cái xe này luôn. Ok, thì cái xe này mình mượn từ chỗ bạn Phước Phè Phởn. Và cái giá của nó thì nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là cái phần xe thăng bằng ở đây á, ở phần cái đuôi này, nó là khoảng 7,5 triệu. Và cái bộ kit để biến nó thành một cái xe bốn bánh như vậy là khoảng 13,5 triệu nữa. Tức là các bạn sẽ bỏ ra khoảng trên 20 triệu để có một chiếc xe như thế này. Ok, và mình sẽ nói một số cái tính năng hay ho của xe này ha. Đầu tiên thì cái phần phía sau này đây, hai cái bánh phía sau này, thì các bạn có thể hiểu nó giống như là một cái xe địa hình thông thường với cái bộ tay cầm phía trên. Và các bạn có thể dùng thao tác nghiêng qua nghiêng lại để có thể lái nó cũng như là tăng tốc cho nó. Và nếu các bạn lắp nó vào cái bộ kit như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái xe bốn bánh để có thể di chuyển trong khu vực nhà hoặc là cái khu du lịch hay là ở đâu đó. Các bạn đừng có mang cái xe này ra ngoài đường nha, tại vì công an sẽ phạt các bạn đó. Tuy nhiên thì các bạn sẽ có thể điều khiển được cái xe này thông qua một cái ứng dụng trên điện thoại thông qua kết nối Bluetooth. Và nó sẽ có những cái thông số kỹ thuật như sau. Thứ nhất là cái tốc độ, nó sẽ có 3 cái tốc độ. Chậm tối đa là 8 km, trung bình là khoảng 18 km, và cao là khoảng 24 km/h. Về thời lượng pin thì các bạn có thể chạy được quãng đường xa khoảng 15 km trong một lần sạc đầy với cái cục pin ở cái bộ phía sau này đây. Mình sẽ nói về thiết kế ha. Toàn bộ cái xe này đang có thiết kế là bằng nhựa. Loại nhựa này là loại nhựa chịu lực. Và trong quá trình test thì mình cũng như là kênh Phước Phè Phởn cũng đã có một số lần va vào cục đèn thì xe nó vẫn còn y nguyên. Nhưng mà các bạn yên tâm về độ bền của nó ha. Thì cái phần bánh lái vô lăng này thì cũng giống như là những cái vô lăng trên xe bốn bánh khác. Tuy nhiên thì nó sẽ không có cái hệ thống hỗ trợ lực hay điều khiển tiểu lực. Và nó cũng không có hệ thống chống sốc luôn. Cho nên các bạn mà chạy trên những cái đường phẳng như vậy thì ok, nhưng mà nếu các bạn đi trên những cái đường mà nó hơi gồ ghề một xíu thì các bạn sẽ hơi phê đó. Thứ hai là chúng ta sẽ có hai cái chân đạp ở đây, một cái là chân thắng, một cái là chân ga. Nếu các bạn đạp như thế này, chân ga thì xe nó sẽ chạy lên, còn nếu các bạn thắng thì xe nó sẽ ngừng lại. Các bạn có thể đạp hai lần để có thể chuyển từ chế độ mà chạy tới sang chế độ chạy lùi. Và cái phần kết nối ở đây là khung thép. Và các bạn có thể thay đổi được cái độ dài của cái phần thân trước và thân sau này. Theo 04 nhà sản xuất á, thì các bạn có thể cho một người độ cao khoảng 1m9 và nặng khoảng 100kg ngồi lên cái xe này và điều khiển nó rất là ok. Ở phía sau này thì mình sẽ có một cái ghế ngồi cộng với ga an toàn. Mình có thử là chạy với tốc độ tối đa và sau đó là mình bẻ cua, ôm cua khá gắt. Và nếu không có dây an toàn thì các bạn sẽ bị bay ra khỏi xe, tại vì cái gia tốc của xe rất là lớn. Bên cạnh đó, nếu trong trường hợp mà cái phần thắng bằng điện phía trước này nó không hoạt động được thì các bạn có thể sử dụng cái phần thắng cơ, là cái tay thắng tay như vậy. Nó sẽ có một cái gá để mình có thể sát vào trong cái bánh xe phía sau và giảm tốc cho xe. Ở cái phần phía sau này thì chúng ta sẽ có cái phần động cơ cho cái xe này, và thực tế thì nó chính là một cái xe thăng bằng. Và ở đây mình sẽ có các cái nút điều khiển, có nút nguồn, có về các cái kết nối Bluetooth cũng như là hiển thị cái dung lượng pin còn lại. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái dây để chúng ta cố định cái phần động cơ này vào cái xe. Và lưu ý là các bạn khi các bạn lắp vô xe này, các bạn phải dán cái dây thật là chặt, nếu không là cái động cơ này nó rung và nó sẽ văng ra khỏi cái xe luôn. Rồi, bên cạnh đó thì vì là một cái thiết bị mà có thể vừa là đồ chơi cho con nít mà vừa là đồ chơi cho người lớn, cho nên là các bạn có thể thay đổi cái độ cao này cho phù hợp với bạn. Mình sẽ leo này ngồi thử ha, chạy một vòng nha. Rồi, ok, hàng nóng, một cái xe bốn bánh mini đồ chơi con nít dành cho người lớn. Chạy thử thôi đó, chuẩn chưa? Rồi, đeo xe đeo vô. Rồi, hết giá số thôi. Lên. Bê vãi.
đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ nhanh về cái chiếc xe này. Quên nữa, ở phía sau ha các bạn sẽ có luôn cái hệ thống đèn và nó giúp cho mình di chuyển xe trong ban đêm nó ok, đảm bảo an toàn cho các bạn. Mình sẽ có thêm một cái bài viết về cái xe này nữa, và nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích, các bạn hãy vui lòng bấm nút like, share và subscribe cái video này.